bắt đầu qua tháng 11 rồi, ở bên xứ đồ bắt đầu nó ngã lạnh. Vào tuần tới là nhiệt độ có thể là vừa có tuyết mà nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Và thì bây giờ mình đang đem cây vô nhà, và tất cả các loại ớt mình đem vô nhà. Nếu mình giữ cho cây ớt mà chịu đựng được qua năm tới thì nó có trái sớm hơn là mình gieo từ hạt. Ở đây là những cái cây ớt mà mình ráng mình đem vô nhà mình dưỡng. Mình có đem bạc hà nè, cây kỷ tử, tất cả các loại ớt khác nhau. Vì tại vì mình mới vừa trồng lần đầu tiên cây cây lá mơ, rễ của cây mơ nó chưa được dẫn nên mình tạm thời mình đem vô nhà, chứ thật ra cây này để ngoài sân á, khi mùa đông nó rụi lá rồi năm tới á, mình ủ cho giống ấm gốc rồi năm sau nó mọc, nó đâm tược mới, mùa xuân nó đâm tược mới. Có những cây ớt là trái vẫn còn nhiều, tại mình ăn không hết, mình cứ có tiếp tục mình để như vậy, yên như chân cho nó đẹp vậy mà. Rồi nói về cây tắc năm nay á, mình đi vacation, mình không có ở nhà nên chăm bón không đúng cách, nên cái lá của nó không được xanh là nó thiếu chất nitrous, không biết có phải là nitơ không á. Trái thì tương đối là nhiều nhưng mà nó rất là nhỏ, tại vì mình bón phân chưa, mình đi mình bón phân mình tưới không có đúng á, nên trái thì có nhưng mà nó rất là nhỏ. Thì mình thất bại năm nay nhưng mà mình nghĩ là nó đậu trái, nghĩa là mình thành công nhưng mà chẳng qua là mình bón phân không đúng cách, mình tưới không đủ nước khi mà mình đi vắng nhà. Thì tính ra là mình cũng thành công khi mà cây tắc nó trái nhiều, mà chẳng qua là mình bón không đúng thì nó nhỏ thôi. Năm nay mình không có đem cây vô nhiều như năm ngoái, vì trời chưa lạnh nhiều nên mình còn để ngoài sân là cây xả, mình sẽ đem vô làm giống là cây xả. Nếu mà bắt bạn ở xứ ấm, kể cả ở Mỹ hay là ở Việt Nam, thì thấy cây xả rất là tầm thường. Nhưng mà đối với xứ lạnh, cây xả mà trồng là cũng nó cũng sợ lạnh lắm, nên mình phải đem vô công mình trồng, nó nở ra cái bụi to như vậy rồi thì mình để nó chết thì uổng công lắm, năm sau trồng lại thì cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Còn cây này á, năm ngoái mình làm nó chết bây giờ. Cây chanh số 8 để nấu lẩu Thái á, thì năm ngoái mình đem ra sớm, mùa xuân mình đầu năm nay mình đem mùa xuân mình đem ra sớm, nó chết, tưởng là nó chết luôn rồi, không ngờ nó lên lại, nó mạnh lắm luôn á. Mình bỏ lăng bỏ lóc mình nghĩ nó chết rồi, ai nhà cái gốc nó lên lại nên nó hơi thấp hơi nhỏ, nhưng mà may mắn là cây nhà nó đâm tược, mình chiếu gần là nó đâm tược mới từ gốc lên nè, chắc năm sau nó sẽ đẹp lắm. Nhưng mà miễn sao nó sống được là mình mừng rồi. Trồng mà không kinh nghiệm á, để cho qua mùa đông á, qua mùa đông là cây nó chết hết luôn. Đây là những chậu rau răm nè, đang trời đang mưa thì những chậu rau răm này á, mình có thể mình ăn lai rai cho suốt mùa đông. Và nếu mà dưới 0 độ mình phải đem vô nhà mình ẩn chừng vài ngày. 34 độ F nó vẫn sống được, 1 độ C á nó vẫn sống được. Ở đây mình cũng có vài chậu rau răm nè, mình phải trồng trong chậu để mình đem vô nhà mình giữ giống cho năm tới mình trồng nó mau phát. Đó là một cái chậu rau răm á, nếu mà 1 độ C nó cũng sống nữa, đừng để 0 độ C là coi như là y như là mình tạt nước sôi trên đầu nó vậy đó, nó đông đá là coi như nó kiệt mất sức lắm. Còn một vài cây mà trời mưa mình chưa đem vô nhà, mình cho nó hứng nước mưa, thì mình chia sẻ các bạn một vài hình ảnh. Khi nhờ những ai mà ưa thích trồng cây mà qua đến mùa đông á, rất là cực, phải che chắn làm sao bảo vệ cho cây nó sống qua mùa đông á, làm cả một công trình. Mình đang nói đây, mình để màn hình vô trong cái chậu dấp cá, nó cũng tốt lắm. Thì mình lai ra những mấy chậu này ăn cho đến qua mùa đông. Nếu mà lạnh thật lạnh mà hãy không độ là phải đem đi nhà.
Giấp cá thì cũng chịu lạnh, mình nói đứng nói mà mình lạnh quá. Giấp cá thì cũng chịu lạnh hay lắm, nhưng mà đừng miễn sao đừng không độ C là coi như cây nào cũng không chịu nổi hết. Cây này nó mới có trái đây nè, nó có trái mà chưa chín mà nó quá trời trái luôn. Tiếc là cũng phải đem vô chia sẻ các bạn vài hình ảnh là chuẩn bị đem cây vô ẩn náu, đem cây vô nhà ẩn náu cho suốt mùa đông, khoảng tháng 3 mới đem ra được. Tùy cây, có cây tháng 3, có cây tháng 4, có cây tháng 5. Mình chia sẻ các bạn những hình ảnh của vườn rau của mình. Cảm ơn các bạn theo dõi video clip của mình nha.